trong thùng xe đông lạnh có một đoàn di dân giữa thế kỷ văn minh. Tôi thấy trong ống cơm có đời sống gia đình. Ôi thế cuộc mưu sinh, ôi thế kỷ văn minh. Trong thành phố đông người không thiếu hiện tại nhân, giữa thế kỷ văn minh mà sao người dân vẫn bám lấy cuộc đọa đày. Ai biết chỉ tôi hay, ai biết kể tôi hay. Người trong thùng xe, người trong ống cống, người nằm hè phố, người sống vật vờ. Chờ tay người đưa hộp cơm tình nghĩa, người không thể đứng ngồi dưới đường chờ. Thành phố cũng chờ thế kỷ hôm nay, đâu nghĩa lý gì thành tích tung bay. Gục mặt vỗ tay, vỗ tay vỗ tay cho chủ nghĩa giăng dây. Trong thùng xe đông lạnh có một đoàn di dân giữa thế kỷ văn minh. Tôi thấy trong ống cơm có đời sống gia đình. Ôi thế cuộc mưu sinh, ôi thế kỷ văn minh. Trong thành phố đông người không thiếu hiện tại nhân, giữa thế kỷ văn minh mà sao người dân vẫn bám lấy cuộc đọa đày. Ai biết chỉ tôi hay, ai biết kể tôi hay. Người trong thùng xe, người trong ống cống, người nằm hè phố, người sống vật vờ. Chờ tay người đưa hộp cơm tình nghĩa, người không thể đứng ngồi dưới đường chờ. Thành phố cũng chờ thế kỷ hôm nay, đâu nghĩa lý gì thành tích tung bay. Gục mặt vỗ tay, vỗ tay vỗ tay cho chủ nghĩa giăng dây. Người trong thùng xe, người trong ống cấm, người nằm hè phố, người sống vật vờ. Chờ tay người đưa hộp cơm tình nghĩa, người không thể đứng ngồi dưới đường chờ. Phố cũng chờ thế kỷ hôm nay, đâu nghĩa lý gì thành tích tung bay. Gục mặt vỗ tay, vỗ tay vỗ tay cho chủ nghĩa giăng dây. Gục mặt vỗ tay, vỗ tay vỗ tay cho chủ nghĩa giăng dây. Gục mặt vỗ tay, vỗ tay vỗ tay cho chủ nghĩa giăng dây. Gục mặt vỗ tay, vỗ tay vỗ tay cho chủ nghĩa giăng dây.